Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng bộ 3 căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của bộ 3 căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như bộ ba căn nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và chiều dài căn nhà lên đến 11m, và riêng căn cuối cùng thì nở hậu 5m và đều được anh chủ nhà đúc kiên cố, một trệt một lửng và hai lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, và mình có 3 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Ở bên trên thì mình sẽ có một cái sân thượng phía sau và một cái phòng giặt. Cũng như căn nhà mình thì được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại kiến trúc mới năm 2023. Với ba căn nhà thì được thiết kế giống nhau, chỉ căn cuối cùng là nở hậu thôi. Và căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông. Con đường thông rộng lên đến 8m, xe tải là di chuyển cũng như là qua lại rất là thuận tiện. Với con đường phía trước rất là rộng. Ở đây là con đường thông ở phía trước căn nhà và khu nhà lầu ở đồng bộ. Khu nhà lầu này thì đang có hướng là hướng chính bắc phù hợp với hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà để giới thiệu với khách hàng về bộ ba căn nhà. Chỉ với giá hơn 7 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một trong ba căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và được anh chị thiết kế rất là đẹp này. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà phía bên ngoài để giới thiệu đến khách hàng. Với căn nhà này thì mình sẽ có thêm một cái khoảng sân bên hông căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế với hai lớp cửa, phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm sinh pha kính cường lực 10 ly. Kế tiếp thì mình sẽ có thêm một bộ cửa cuốn ở bên trong với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà, và mình có một cái gara để xe hơi ở phía bên ngoài rất là dài, mình để tất cả loại xe hơi vào bên trong căn nhà. Và ở căn nhà mình thì được anh chị thiết kế phòng bếp, anh chị đưa lên phía bên trên tầng lửng, và phía sau căn nhà mình sẽ là khu vực không gian phòng khách, và sẽ có một cái bậc tam cấp để di chuyển lên khu vực không gian phòng khách căn nhà. Thì ở phía ngoài mình sẽ có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà. Và chỉ với giá 7 tỷ 850 triệu đồng còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà cũng như là bộ ba căn nhà vừa mới được hoàn thiện xong và có đầy đủ bản vẽ thiết kế thi công cũng như hoàn công đầy đủ. Thì khi khách hàng mua căn nhà này cũng như là bộ ba căn nhà này thì chị sẽ hỗ trợ cho gia đình mình vay ngân hàng nếu gia đình có nhu cầu. Và với bộ ba căn nhà được thiết kế na ná giống nhau, và chỉ căn cuối cùng thì nở hậu lên đến 5m và đều được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất bên trong. Chỉ với giá hơn 7 tỷ là khách hàng có thể tha hồ lựa chọn cho gia đình mình một trong ba căn nhà này được thiết kế rất là đẹp. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Với căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và chiều dài lên đến 11m và được xây dựng hết đất, cho nên được các chị đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu, và được thiết kế với phong cách rất là hiện đại, rất là đẹp và rất là sang trọng cũng như rất là trẻ trung. Với bộ ba căn nhà được anh chị thiết kế tặng kèm full nội thất, toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy các bộ ba căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì chúng ta liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tín hàng đi xem. Bộ ba căn nhà nằm tại trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên là chợ An Nhơn cũng như là gần với lại ngã tư Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng, sát bên là siêu thị Lotte Nguyễn Văn Lượng và khu Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Với bộ ba căn nhà được các chị thiết kế một trệt một lửng và tới 2 tầng lầu, mình có 3 phòng ngủ chính, được các chị thiết kế full nội thất tặng kèm và 4 nhà vệ sinh. Phía trên mình sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía sau căn nhà.
Bộ ba căn nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m2 và chiều dài lên đến 11m, và riêng căn cuối cùng thì nở hậu lên đến 5m, và đều được anh chị thiết kế một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu. Với căn nhà được thiết kế với nội thất cao cấp, có hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sân tắm, cũng như bên trong mình sẽ có bàn trang điểm, bàn làm việc, tủ quần áo bốn cánh lớn, và toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ an cường, cách âm cách nhiệt. Và đây là không gian phòng ngủ số 2 của căn nhà. Với căn nhà mình thì đã được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất, cho nên khi nào mua căn nhà này cũng như là toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị để lại tặng lại hết cho khách hàng, với bồn cầu ở thương hiệu của Nhật, tự động xả, và chỉ với giá hơn 7 tỷ là khách hàng có thể lựa chọn cho mình một trong ba căn nhà đẹp này. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Nguyễn Oanh thuộc phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên là chợ An Nhơn Nhật, và sát với lại khu Cityland thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và là căn nhà nằm trên trục đường Nguyễn Oanh nên mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Nguyễn Oanh. Từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng 15 phút, và mình về sân bay thì tầm cỡ khoảng 10 phút thôi. Với trục đường Nguyễn Oanh di chuyển về ngã 6 Gò Vấp, và mình có thể di chuyển qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú và Bình Thạnh, rất là gần. Với căn nhà nằm sát với lại ngã 6 Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, và được các chị thiết kế rất là đẹp này. Đây là khu vực không gian phòng giặt cũng như là sân thượng ở phía sau căn nhà. Căn nhà mình thì được các chị đúc kiên cố một trệt và tới 3 tầng lầu, và mình sẽ có 3 phòng ngủ chính và không gian mình làm phòng thờ. Khu vực này thì mình có thể làm phòng thờ, và bên cạnh thì mình có thể làm phòng giặt và sân phơi. Và video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn lại khách hàng những video tiếp theo.